lịch của tháng 6 thì nhà gốm Minh Đường đã rất là hân hoan khi mà có mặt ở đây để hỗ trợ với quý khách hàng ở An Dương về bộ đồ thờ men dạn và bộ đỉnh đồng để hỗ trợ quý khách hàng về nhà mới. Đó. Thì tí nữa sẽ cho mọi người xem là sau khi hoàn thiện ban thờ sẽ như thế nào. Rồi mọi người cùng theo dõi quá trình giao hàng của nhà gốm. Nhân đây cũng xin chia sẻ với mọi người là hôm nay là ngày 8 âm lịch, là một ngày rất là đẹp ngày. Nhưng hôm nay nhà gốm mà có phần là hơi gấp gáp, hơi vội vàng, nhưng mà đảm bảo mọi quy trình vẫn phải là làm chỉnh chu vẹn toàn nhất cho quý khách hàng. Bởi vì sau đơn ngày hôm nay thì là nhà gốm sẽ có thêm một vài đơn nữa phải lên đường. Hỗ trợ anh Tín trong quá trình mà bỏ hàng ở lô B là anh Tín về hết. Đi cho đủ đội hình. Hiểu chưa? Đấy là anh buổi sáng rồi còn chưa uống nước đấy. Tí lớp 3 là mình sẽ đặt ở đây đúng không nhỉ? Bên góc này thì em nghĩ là đây, em nghĩ là đặt ở đây sẽ hợp lý hơn. Em vừa bỏ người ta để ban được không? Ban góc này anh ạ. Góc này không? Sơn xiết sơn bụng này. Bóng bẩy. Bóng bẩy đúng không? Người đây nhau ở nhà to đẹp nay rất mừng. Chưa được đúng biết chim. Đúng mà thu chứ. À, đúng mà thu. Thank you.